giá khoảng từ 36 37 triệu thôi nha. Mua xe có tặng điện thoại, chắc chắn là anh em mua trong thời gian này là có tặng một cái điện thoại Samsung A05s nha. Hi, Hiếu chào mọi người nha. Thì hôm nay tiếp tục với các anh chị mình cái mẫu xe công tay 6 số nọ của Honda Việt Nam. Thì những ngày qua thì hình ảnh này thì chắc khá là quen thuộc với anh em à. Ở đây là cái con Winner X mẫu 2023 đời cao nhất mới ra mắt mấy ngày nay thôi nha. Ở đây là trước mặt các anh chị mình là cái phiên bản đặc biệt màu đỏ nhám và màu bạc nhám. Cái đời này thì hiện tại nó đang có thay đổi là chút xíu, thì hôm nay mình sẽ quay lên cái màu đỏ nhám này cho anh chị mình xem chi tiết nó luôn. Ở vào một số chương trình khuyến mãi trong tháng gần cuối tháng 12 này bước qua năm mới nha. Đầu tiên thì về giá cả, ở cái phiên bản đời trước, cái đời mà nó chưa có mấy cái gâu nè, thì giá nó đang hỗ trợ cho mình là khoảng 10 triệu trên con xe từ giá đề xuất. Có nghĩa là anh chị mình sắm cái bản ABS thì nó chưa tới 42 triệu nha, những cái bản ABS chưa tới 42 triệu. Còn riêng đối với cái bản đời cao này, đời 2023 mới nhất ra hiện tại thì chỉ giảm được 5 triệu. Nhưng mà anh chị mua xe thì có cơ hội quay thưởng trúng SH350i nè, hoặc là Vision hay là Wenfa. Nếu không may mắn mình không có trúng cái phần giải thưởng đó thì mình sẽ nhận ngay một cái điện thoại Samsung A05s đó, rất là xịn sò luôn nha. Về mặt tổng quan thì nhìn vào thì đối với phiên bản đặc biệt này nó sẽ có 3 màu, đó là màu đen nhám nè, màu đỏ nhám và màu bạc nhám. Và một điểm chung cơ bản đó là nó phối là màu đỏ đen đó, đỏ đen và bạc đen, thì nó có một cái miếng bẩn như thế này và có kèm theo miếng tem, nhìn nó có điểm nhấn hơn và nhìn nó bắt mắt hơn nha. Đó, đối với những cái bản đời sau này thì Honda họ sẽ phối 7 màu, mà mình nhìn màu nào màu nấy nhìn cũng khá là đẹp. Rồi riêng phần động cơ thì con này thì trước giờ nó sẽ mang trong mình là có động cơ 150 phân khối, nó 6 số, động cơ DOHC, nó tăng tốc rất là mạnh mẽ luôn nha. Ở cái đời sau này họ sẽ thay đổi chút xíu là về cái thứ nhất là về phần động cơ. Bộ ly hợp sẽ trang bị cho mình là bộ ly hợp 2 chiều chống chuột. Khi mà các anh chị mình vô số sống thì nó sẽ không có hiện tượng mà khóa bánh sau xảy ra nha, nó vô số rất là mượt mà. Rồi cái thứ hai nữa là ABS thì nó thay đổi lại cơ cấu hoạt động chút xíu, đó là về cái đĩa phanh thôi đó. Clip trước mình có nói rồi. Cái côn thì được làm dài ra có cái thun đậy vô, nhưng mà bóp thì nó cũng cứng như thường nha, nó không có được nhẹ đâu. Bóp thì cũng hơi mỏi tay nữa, con này mà anh em nào mà mua chạy trên phố thì cũng được đó, nhưng mà hơi bóp nặng tay chút xíu. Cái này thì mình có thể về mình điều chỉnh sau cũng được mà. Rồi về màu sắc thì bản đặc biệt nó sẽ có 3 màu, đen nhám, bạc nhám, đỏ nhám. Đó, y chang như đời này luôn, đời này là chỉ giảm được 5 triệu cho anh em mình luôn nha. Đặc biệt có hỗ trợ trả góp, là trả góp mấy con này anh chị mình trả trước khoảng từ 7 triệu rưỡi 8 triệu thôi. Đó là có thể lên hồ sơ về rồi, thủ tục thì chỉ cần cái căn cước công dân. Và lãi suất nó đang áp dụng là 0.79% nha. Anh chị nào muốn nhận cọc quẹt gốc thì mình có thể trả nhiều hơn, khoảng 30%, 40% trở lên nha. Đó. Đời sau này cũng vẫn là trang bị khóa thông minh, đó, có sạc điện thoại đối với phiên bản đặc biệt, phiên bản thể thao. Đó, phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao ở đây nó có nhiều màu lắm nha anh chị mình nha. Những cái màu đời 2024 này phải nói là phối màu rất là đẹp. Ở đây mình có hai màu mới về, hôm nào về màu đen mình sẽ quay lên cho anh chị mình xem luôn. Đó. Winner X giá cả rất là tốt luôn. Đó, kiểu dáng thể thao, anh em nào thích con xe thể thao mạnh mẽ thì có thể chọn cái con Winner này. Từ cái lúc ra mắt tới giờ thì hầu hết là Winner nó đang có giá bán rất là tốt. Thực ra thì cái máy nó cũng rất là ngon ấy, chứ không đến nỗi tệ đâu. Nhưng mà về kiểu dáng có thể là anh em này thích, anh em kia không thích thôi. Cho nên mình thích thì mình chọn, tại vì giá nó quá tốt, đầy đủ các công nghệ trang bị trên con xe 150 như thế này luôn nha, chưa tới 5 ít đâu. Đó, khuyến mãi thì quá trời, mua xe trúng xe có trả hỗ trợ trả góp 0.79%. Rồi tuyệt vời như thế này, nhiều màu sắc cho anh em mình lựa chọn luôn. Đó, anh em nào thích cái sự mạnh mẽ thể thao thì quất luôn nha, giá cực kỳ tốt, chưa tới 5 ít. Anh em nào ở khu vực Trà Vinh cứ lại trực tiếp hết Thành Hiếu để mình xem những cái màu sắc từ cái phiên bản đời cũ cho đến phần này. Ở cái phiên bản đời cũ á, là đời 2023 mà đời trước á, thì nó không có mấy cái phối màu này đâu, nó không có tem này đâu. Thì giá nó đang hỗ trợ giá mình rất là tốt, chưa tới 42 triệu. Đó, những con Winner mà phiên bản có trang bị ABS luôn chưa tới 42 triệu. Còn những cái phiên bản tiêu chuẩn thì nằm giá khoảng từ 36, 37 triệu thôi nha. Mua xe có tặng điện thoại, chắc chắn là anh em mua trong thời gian này là có tặng một cái điện thoại Samsung A05s nha. Đó, thích màu nào chọn màu đó nha anh em. Rồi hôm nay có cái màu đỏ này về thì Hiếu cập nhật lên cho anh em mình, có thích cái dòng công tay này thì có thể đưa ra một cái sự lựa chọn nha. Rồi clip sau Hiếu sẽ cập nhật cho anh chị mình xem những cái mẫu xe tay ga đó và những cái chương trình khuyến mãi trong cuối tháng 12 này. Rồi clip Hiếu có kết thúc tại đây và hẹn anh chị lại clip sau. Cảm ơn mọi người đã xem video.